Xin chào mọi người, hôm nay mình vào bếp làm món gà nướng nha cả nhà. Thì để nướng gà, gia vị của mình gồm có gà nè, mình mua cái loại đùi á, đùi trên á. Lấy cái loại không có da, tại vì không có thích ăn da. Ở đây mình có xì dầu, nước mắm. Cái này là tương ăn phở, tương đen đó cả nhà. Với lại đường, tiêu, sả, tỏi mình đã làm sẵn rồi. Với một chút xíu bột nêm. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị nha. Ở đây mình có khoảng 2 kg gà. Và bây giờ mình pha gia vị mình ướp nha cả nhà. Mình sẽ dùng nước tương khoảng 6-7 muỗng gì đó, muỗng canh. Mình dùng hơn 6 muỗng xíu, 6 muỗng nước tương. Với lại tương đen. Khoảng 2 muỗng rưỡi đi tương đen. Một chút xíu đường. Một muỗng cà phê to đường, với lại mình đổ cái này, mình đổ cái gia vị tỏi với lại tỏi với sả vô đây. Mình bỏ vô một chút chicken powder, một nêm, một tiêu. Mình sẽ quậy nó lên. Sau đó mình đổ vô đây mình ướp gà. Mình ướp khoảng 20 phút á, nếu như mình có thời gian mình ướp lâu hơn thì nó ngon hơn. Nhưng ở đây mình không có thời gian thì mình ướp 10 phút, 15, 20 phút thì cũng được. Mình đeo cái bao tay vô. Đeo bao tay vô để mình bóp cho gia vị nó. Sau đó mình để cho nó ngấm gia vị chút xíu là mình nướng nha cả nhà. Bữa nay mình nướng bằng cái nồi nướng nướng hơi nha cả nhà, air fryer. Mình bỏ gà vô đây. Mình bỏ gà vô đây, giờ mình sẽ bỏ vô cái nồi. Mới đầu á mọi người nên cho cái lò nó nóng lên trước á, warm up đó trước. Rồi sau đó mình bỏ vô, mình bật khoảng 350 độ rồi mình để mình vặn khoảng 20 phút rồi mình sẽ canh nó. Chút xíu nữa mình tới mình thăm dò nó ra nó làm sao. Khi mình thấy cái thịt nó thơm á là mình có thể mở ra mình coi thử coi nó được hay chưa. Giờ mình để nó ở đây đi. Trong khi mình chờ đợi cho cái gà của mình nó chín á thì ở đây mình chuẩn bị một ít rau nha. Cái rau này chắc mình bỏ cho mình luộc. Giờ ở đây mình có dưa leo. Mình muốn làm gỏi dưa leo chung với mấy cái rau húng này cả nhà. Rồi bây giờ trong lúc chờ đợi thì mình làm cái này nha. Mình nói 20 phút chứ khoảng 10 phút đó là mình lại mình coi thử cái lò nó làm sao nha cả nhà. Không sao nó bị cháy á. Bấm đi. Wow, vàng ư mà ngon chưa cả nhà. Bây giờ chắc mình sẽ chở nó lên. Mình sẽ chở nó lên. À, khoảng 10 phút là nó như vậy rồi, mau không? Bây giờ mình sẽ chở mặt nó lên. Mình chở mặt lên và mình nướng nó thêm khoảng 10 phút nữa nha.
Đây mình có cái nồi broccoli nè. Cái này là cải xanh hả? Bông cải xanh. Mình đang luộc nó. Trong lúc mình chờ cho gà nó chín đó, thì mình sẽ làm, mình bào dưa leo, mình làm gỏi dưa leo nha cả nhà. Mình sẽ dùng cái đồ bào. Để mình dỡ cái nồi gà của mình ra phải là sao rồi nha cả nhà. Wow, ngon quá cả nhà ơi, vàng ươm luôn. Coi như là mình nướng cái này có 20 phút à. Cái nồi này nó rất tiện, mình lên ấp á, mình rửa nó mau. Wow. Mình đã có tô dưa leo xong rồi này cả nhà. Bây giờ mình bỏ vô đây một chút xíu muối với là một chút xíu chanh nha. Muối nè. Khoảng nửa muỗng cà phê muối. Mình nặn chanh đây. Mình đảo nó lên. Mình đảo nó lên, mình để cho nó thấm một chút xíu. Chứ phần dưa leo hồi nãy mình đã ngâm muối với chanh rồi đó mọi người, bây giờ nó chảy nước ra. Mình bóp cho nó ra bớt nước đi nha. Mình không cần bóp nhiều, mình bóp chút xíu cho nó ra bớt nước. Giờ ở đây mình đã nặn chút xíu chanh vô đây rồi, bây giờ mình cho một ít đường vô. Cho khoảng tại vì hồi nãy trong cái dưa leo của mình nó đã có muối rồi, bây giờ mình cho xíu đường với chanh cho nó mặn mặn ngọt ngọt các bạn nha, cho nó dễ ăn. Mình rưới lên đây. Rồi bây giờ mình bỏ rau lên. Nhìn hấp dẫn quá. Và ở đây mình có cái hành khô nè, mình bỏ một chút xíu hành khô. Hấp dẫn không cả nhà? Để bây giờ mình qua kia mình lấy gà xong rồi mình trang trí lên nha. Thì mình ăn thử cho mọi người coi coi có ngon không. Gà nướng xong rồi.
Ngon quá cả nhà ơi. Em xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại cái video sau nha. Bye bye.